của Nancy với lại Zano. Nào, bố với con đấy. Xích. Đây, mọi người cứ hỏi con Zano, nó gầy cho nên là không muốn quay nó lên, nhưng mọi người cứ hỏi cho mọi người ngắm luôn. Nó là năm đầu tiên nó về, và khi nó về thì nó bị sốc thời tiết vì nó về trái mùa, nó về vào tháng 4 năm ngoái nên nó bị gầy, và nó vẫn cứ gầy, nó giặt dẹo từ năm ngoái đến năm nay. Rồi, để bóng xuống. Đưa đây, Zano. Cầm vào đây. Muốn chơi tiếp thì phải cầm bóng ở đây. Đây là tất cả chúng nó là tự cho nó biết nhé, không cần dạy cái gì đâu. Đấy. Bố thì mặt rất là nét. Đưa đây. Đưa bóng rồi. Lại thả xuống đấy á, thả cho con chơi hả? Ý là Zano không cần chơi à? Xích đây. Xa này. Xa này. Đó. Bố Zano đấy. Nào. Zano. Đó, để mọi người nhìn cái mặt của con bố. Nó rất là nhanh nhẹn. Ok, thôi được rồi. Đấy, hai quả bóng đấy, chơi đi. Chơi ở tại chỗ thôi. Chơi tại chỗ thôi. Do bọn nhóc con này nó chơi chung ấy, chứ không ném mà chó con săn theo là nó ghen. Đây đàn con của Nancy thì đây, con đực này, đực tốt này, đực tốt biết ra chơi bóng luôn này. Đấy, nó nhìn thấy con bố chơi nó học theo luôn. Đây con đực rẻ hơn, to hơn này. Đấy. Ba con cái. Nó ra, cho nó ra chơi từ nãy rồi. Bắt đầu bây giờ là nằm nghỉ rồi. Màu mảng nó cháy khét luôn. Nó cháy theo cái phả gen như nó. Zano chơi, ra chơi với con đi. Cho con thì được vận động dài mấy hôm, là hôm nay là người nó đi lại nhìn nó chắc chắn rồi. Bố đấy, bố đang gầy lắm này. Người này đó. Cú sốc thời tiết bình thường ấy là cái con chó nhập về là sẽ nhập về khoảng tầm tháng 11. Bình thường nó nhập về, nó sẽ nhập về khoảng tháng 11, tháng 12, tức là thu đông. Nhưng mà cái đợt nhập con này, nhập cặp Đức này là nó là đợt sau Covid, bắt đầu có những chuyến bay lại. Mà lúc đấy là không biết là cái Covid nó sẽ phát triển như thế nào. Thành ra là khi mà có chuyến bay mà phát là phải cho chúng nó về ngay. Thế thành ra nó về như con này, nó về vào mùng 1 tháng 4 này, 31 tháng 3, mùng 1 tháng 4. Vào đúng đầu mùa hè. Và chúng nó bị có theo cái kiểu nào gọi là sốc thời tiết, kéo dài rất là lâu. Hình như là cùng cái đợt đấy là nhập về là có con nhập về sau đấy mấy hôm là hình như là bị sốc nhiệt chết hay sao ấy, hình như thế. Nhớ láng máng cái đợt đấy. Thôi đi, ghê gớm quá. Cái đấy. Tao đôi chơi với chúng nó tí rồi vào nhá. Chán chưa? Chơi với con chán chưa? Ra đây chúng nó làm phiền ấy. Chạy mất dép, bố chạy mất dép. Thôi toàn cho con Zano vào đi. Nha, vào trong. Không, lúc ra chơi một mình sau. Đi chơi với bọn chó con này chúng nó phá, đâu có chơi được đâu. Zano là khá là cao to đấy. Và cùng đàn với Zano mà ở lại châu Âu, mấy con cùng đàn ở lại châu Âu là chúng nó
cỡ 53 54 cân to con đấy. Nhưng Zano thì chắc là sẽ bé hơn cái bọn ở châu Âu. Trạng người của Zano này chắc đầy cân nên chắc chỉ 50 cân thôi. Nhưng mà nó gầy lắm. Nó sẽ bị bé con hơn bọn ở châu Âu là điều dễ hiểu, vì là cái lúc nó về là 9 tháng rưỡi thì nó bị sốc thời tiết. Nhưng nó có nhỏ con một chút, nhưng mà con của nó sẽ như là cái phả gen của nó thôi, nó sẽ không có nhỏ đâu. Nó sốc thời tiết ở trong cái giai đoạn là cái con chó nó đang tuổi lớn thì nó sẽ không tránh được cái việc mà nó bé con. Bé con hơn so với bọn cùng đàn. Con của Zano thì đợt này là có giữ lại hai con chó cái. Cho đực thì chờ cái lúc mà nó có cái ô chuồng rảnh thì lúc đấy sẽ giữ lại một con đực của Zano. Có lẽ là chờ cái lứa tiếp tới này sẽ giữ lại một con đực. Cho Zano vào đây. Đấy, thích vào rồi. Ra gọi cái vào luôn. Một mình Zano ra đi. Bảo vào thì lại không muốn vào. Cứ gọi ra đi, kệ bọn cho con nó đi ra, tí gọi cho con lại sau. Zano vào đi. Nó không muốn vào à? Hế? Vào nhanh không cho con nó lại nhảy vào chuồng theo giờ. Cho con bố vào để bọn con ra đây quay video bọn con. Nào mấy đứa ra đây nào. Không phải hóng đấy nữa. Đó. Cho con thì hôm nay là người nó cứng rồi. Thay lông được một nửa rồi. Nhìn người nó này. Thay lông được một nửa rồi, vẫn còn cái lớp lông cũ màu xám xám này. Đó. Đây như con này nhìn rõ nhất này. Lông trên người nữa này. Đó. Có cái lông cũ nó màu xám xám hơn. Lông mới thì nó màu đen. Lông mới là lông cứng. Con kia nó ra nó săn đồ chơi. Đực. Đấy, con đực tốt này. Đây là con đực tốt. Con kia là con đực to kìa. Đấy. Con đực tốt này cái độ theo cái kiểu độ tự lập của nó cao. Thích chơi một mình và nó bắt đầu nó chơi những cái trò của những con chó lớn hơn rồi. Khi chúng nó còn bé này thì thường chúng nó cũng chưa chơi bóng mấy đâu. Lớn lên tí chúng nó mới chơi. Nhưng như con này là nó bắt đầu nó chơi những cái trò của những con lớn này. Cái tranh ra trước nhường luôn. Đấy, nắm bóng đấy. Học mấy con lớn chơi. Chứ tầm này chúng nó là nó chưa thích mấy cái này vì nó to quá. To quá so với miệng nó. Đó. Đực nha. Ê, đực to này. Đực tốt này. Cái. Hai cái. Được tốt. Được to. Cái. Phong cách rất là tự lập. Bốn con quay ra nó ra chào chủ xong cái đi ra chỗ của nó ngay. Tự chơi. Tính cách mỗi con nó một kiểu. Ê. Chỉ có một con để ý thôi là nó. Ê. Thôi ra uống nước đi rồi nghỉ một tí đi rồi. Rồi vào trong chuồng thôi.
nhá. Nay chơi hơi nhiều rồi. Được to rất là đẹp luôn. To hơn, chịu ăn. Nó chịu ăn hơn, nó to hơn. Hai đực đấy. Đấy. Nhìn con đực to nhìn nó vẫn to hơn. To hơn trông thấy. Này lớn lên chắc là sẽ khung sẽ rất là to. Vì nó to hơn hẳn bọn ở trong cung đàn. Hai đực. Ok đấy, mọi người mà quan tâm cho con của trại thì liên hệ Zalo điện thoại 0981115000 nhá. Cho con đà này thì có thể đón luôn được rồi. Hôm nay là chân cẳng khỏe khoắn rồi. Nó chỉ một tuần là nhìn chúng nó sẽ khác ngay. Còn tầm này là chúng nó đang thay cái lớp lông đệm cho nó mọc lại lông cũ nên là nhìn chúng nó hơi gầy một tí. Đó. Khung nó chắc. Khung chắc bụng bằng. Đó. Cái hít ngửi. Ba con cái như nhau nha. Cái hai đực này. Đực to trước này. Nào đánh nhau hả? Đấy, gọi cái nó ra ngay. Đi qua chỗ con đực to dọa dẫm. Nhưng chúng nó không còn nào sợ con nào đâu. Bụp nhau luôn. Thôi đi vào trong chuồng đi. Chơi nhiều quá đây, dẫm cỏ bạc cả màu cỏ lên.